Sáng cô vâng ạ, chào mọi người buổi tối nhé. Hôm nay mình sẽ livestream phần N4 này để các bạn không phải chờ lâu nữa phải không? Kệ môn này chỉ ですね. Nani no kotoba wa hiragana de dokakimasu ka? 1234 kara ichiban ii mono wo hitotsu erabinasai. Với giọng bài số 1 này thì chắc chắn là không thể nào chúng ta cảm thấy lạ lẫm được đúng không? Đó, chúng ta sẽ có những từ chữ Hán được gạch chân này. Sau đó là mình sẽ chọn một trong bốn đáp án đúng. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. 1번. 時間がありますから何々でください. 1. 遅がない. 2. 泳がない. 3. 脱がない. 4. 急がない. Rồi, đa phần các bạn chọn đáp án số 4 đúng không? Rồi chúng mình sẽ cùng nhau phân tích nhé. Câu số 1 này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chữ Hán mình sử dụng trong chỗ này đúng không? Mình sử dụng ở trong này. Các bạn nhìn thấy không nhỉ? Rồi, chữ Hán mình sử dụng ở trong này là chữ cấp. Cấp chứ là trong từ vội vàng đúng không? Khẩn trương đó. Thế thì ở trong này đương nhiên hiển nhiên đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Isoganai. 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 Rồi, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nhá. Tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ có câu số 2. Như vâng đấy. この可愛い何々はプレゼントにあげる。1、人形。2、人形。3、人形。4、人形。そうですね。みんせんな。まーさん3番ですね。だっさん3番です。ひやぷさん3番。ちゃんさん。ちぃさん。えんとんさんですね。3番です。Chí rằng, ok, Lan rằng. Rồi các bạn hầu hết là ở trong câu số 2 này các bạn chọn đoạn số 3 đúng không? Ở trong câu số 2 này các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Từ chữ Hán này của mình được ghép bởi hai chữ này. Là chữ nhân và chữ hình. Đúng không? Để ám chỉ gì nhỉ? Búp bê. Và chúng ta học rồi đúng không? Búp bê thì chúng ta sẽ đọc là gì đây? Nhìn kiểu đấy nhé. Rồi, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nhé. Chúng ta có đáp án đúng là đáp án số 3. Xong bằng đấy. Rồi. Câu này thì chúng ta có thể dịch là gì nhỉ? Có búp bê đáng yêu này đúng không? Thì tớ tặng để làm quà. Rồi, tiếp đến chúng ta có câu số 3 và câu số 4 nhé. Sang bằng đấy. Yêu gì nhỉ? Wakayama no nainani wo moratta. 1. Omiyage. 2. Otoshidama. 3. Omocha. 4. Okashi. Rồi, rất là nhanh này. Phúc Sơn rằng, Minh Minh rằng, Chính rằng, Ichi Bang ですね. Hoa Anh Đào rằng, Anh Thư rằng, Chí rằng Ichi Bang này. Rồi, chúng ta cùng nhau xem câu số 3 này nhé. Câu số 3 này của mình nói là gì nhỉ? Trong này thì mình sẽ có cái từ chữ Hán bao gồm hai chữ là chữ thổ và chữ sản đúng không? Đó, thế thì từ này là để ám chỉ gì nhỉ? Chính là quà lưu niệm đúng không? Giống như là cái việc là khi mà chúng ta đi đến một địa điểm nào đấy, chúng ta mua đặc sản ở đâu đấy đúng không? Đó, mua quà lưu niệm ở đâu đấy. Thì mình sẽ có từ này đọc là gì đây nhỉ? そうですね. Omiyage ですね. Omiyage です. Rồi, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nhá. Với những bạn nào mà chúng ta chưa đúng thì không có vấn đề gì cả đúng không? Mình hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm để làm ở những câu sau nhé. Tiếp đến bây giờ chúng ta có câu số 4 này. 最近、何々はよく携帯電話を使っています。1、若者。2、若者。3、若い者。4、若い者。そうですね。Rồi、câu số 4。まさに2番ですね。Anh Đào rằng 2 băng, Phương Thúy rằng 2 băng, Phúc Sơn rằng 4 băng, Anh Thư rằng 4 băng, tôi rằng 2 băng, Hằng rằng 1 băng. Wow, có vẻ như là ở trong câu số 4 này các bạn bắt đầu bị gọi là kiểu nhầm bị mỗi người sẽ có những cái đáp án riêng đúng không? Chúng ta để ý một chút nhá, ở trong câu số 4 này mình có một cái từ này bao gồm hai chữ Hán là chữ nhược và chữ giả. Nhược mang nghĩa là trẻ đúng không nhỉ, và giả mang nghĩa là người. Thì trong trường hợp này khi mà mình ghép lại với nhau thì từ này của mình nó sẽ mang nghĩa là người trẻ tuổi, giới trẻ đúng không? Mà chúng ta học rồi,
Mặc dù nhá, là ở cái chữ giả này thì các bạn hay bị ấn tượng với những cái từ ví dụ như là isha đúng không? Là kenkyusha. Nhưng mà trong trường hợp này thì hai này đứng cạnh nhau nhưng mà lại đọc theo âm Nhật. Đó cho nên là chữ nhược mình sẽ đọc là waka trong từ wakai này. Và chữ giả chúng ta đọc trong từ mono ám chỉ người nhé. Cho nên trong trường hợp này đáp đúng của chúng ta sẽ là Nhiwang desu, waka mono desu, giới trẻ đó. Câu này chúng ta có thể dịch là gì nhỉ? À, saikin tức là dạo gần đây đúng không? Thì giới trẻ họ đang rất là hay sử dụng điện thoại di động. Desu. Rồi, ok, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nhá. Thế còn bạn nào mà mình chưa đúng chẳng hạn thì không có vấn đề gì cả đúng không? Chúng ta chỉ là đang luyện tập thôi, mình nhầm câu này thì mình có thể ở những câu sau chúng ta sẽ làm đúng. Đấy. Rồi, tiếp theo nhá, câu số 5 là như sau này. Cô bạn. Uchi kara nanani made 歩いて 2時間 かかります. 1. 都市 2. 湖 3. 港 4. 池. So desu ne, Thuận Bùi rằng, konbanwa. Rồi, Thuận Bùi cùng với cả các bạn khác sẽ làm cái phần này nhé. Thuận Bùi rằng biết là wakamono của chúng ta bị nhầm rồi. Nét cái này của mình là wakamono desu ne. Rồi, rất là nhanh nhé, mình nhận được đáp án của Ly rằng. Lan Di rằng, Phúc Sơn rằng, La La rằng desu ne, Ly rằng, Hằng rằng, Sen rằng, Sang Măng desu ne. Đặt sáng ra mạng, ok. Rất là nhanh, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích câu này nhá. Câu này của mình các bạn nhìn thấy này. Trong này thì mình có chữ Hán là chữ cảng đúng không? Đó, mà để chỉ đến cảng thì chắc chắn chỉ có một từ duy nhất thôi là Minato desu ne. Đó, cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là Sang bằng desu. Thế còn Tochi của mình để ám chỉ gọi là thành phố thì mình có chữ khác đúng không? Đó, Mizumi là để chỉ hồ thì mình sẽ có từ hồ rồi. Ike của mình là cái ao desu ne. Đó, rồi chúc mừng các bạn đã đúng câu này nhé. Câu này chúng ta dịch là gì nhỉ? Ủa rất là nhanh đúng không? Các bạn dịch rất là nhanh này. Sơn rằng đi bộ từ nhà đến cảng mất 2 tiếng. Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã dịch câu này nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang câu số 6, số 7, số 8, số 9. Rồi, những bạn nào mà các bạn có đáp án đúng thì comment thật nhanh tay phía dưới cho mình nhá. Câu số 6 như sau. Kino no nani nani wa amari muzukashiku nai desu. 昨日？ああ、そうですね。có lẽ cái này thì mình sẽ hơi bị nhầm một chút này. Mình sẽ chỉnh lại cho các bạn cái này thì có lẽ chúng ta phải chuyển là 難しくなかったですね。なかったです。Mình sẽ chỉnh lại một chút nhé. Có lẽ thỉnh thoảng khi mình soạn thì có một chút sai sót nên là các bạn bỏ qua nhá. Cứ na Ok, được chưa nhỉ? Rồi rất là nhanh nhá. Mình nhận được đáp án của anh Tuấn rằng, Ly rằng, Trí rằng, Snack, Lan Di rằng, Quỳnh rằng, La La rằng, Huy rằng. Ok, các bạn đều chọn đáp án số 2 trong câu số 6 này. Rất là nhanh đúng không? Giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhé. Câu số 1 của mình nó là Mondai này. Mondai rất là các cái câu hỏi đúng không? Vấn đề. Câu số 2, Shikudai. Shikudai của mình tức là gì nhỉ? Bài tập về nhà. Số 3, Wadai tức là những cái chủ đề đúng không? Số 4, Kadai. Snack. Thế thì trong trường hợp này chúng ta có bao gồm hai từ này là chữ túc và chữ đề. Túc đề thì khi chúng ta đọc theo âm Hán sẽ là Shikudai, bài tập về nhà. Snack. Cho nên trong câu này đáp án sẽ là như bằng đấy. Rồi, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nhé. Tiếp theo chúng ta sang câu số 7. Kono tabemono wa hen na nani nani ga shimasu. 1. Oto. 2. Iroi. 3. Mi. 4. Aji. Wow, rất là nhanh này. Mình nhận được đáp án của anh Đào rằng, Đăng rằng, Yomang desu ne. Đạt rằng, Yomang desu. Tô Thuận Bùi rằng, Yomang. Quỳnh rằng, Phương Thúy rằng, Yomang desu ne. Phúc Sơn rằng, Yomang desu. Wow, có những bạn làm rất là nhanh, bạn còn comment luôn một lúc bốn đáp án liền. Trời, rất là giỏi đúng không? Snack. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn câu số 7 nhé. Câu số 7 của mình thì mình có chữ Hán này là vị, đúng không nhỉ? Khi chúng ta nói về vị
của một món ăn nào đấy đúng không? Chúng ta sẽ dùng từ là aji desu ne. Cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là yomang desu. Rồi, thế còn những cái từ khác ví dụ như ô tô tức là nói về âm thanh thì mình có chữ âm này, mình có iro tức là màu sắc đúng không, thì mình có chữ sắc rồi đó. Được chưa nhỉ? Tiếp đến chúng ta sẽ đến câu số 8 nhé. Nan nan ni denwa shite kudasai. 1 kiittara, 2 oitara, 3 tsuittara, 4 aitara. Wow, câu số 8, Chí sằng, Luyến sằng, Quỳnh sằng, sang băng đấy nè. Wow, Quang Huy sằng, sang băng, Tú sằng, sang băng đấy. Wow, rất là nhanh đúng không? Có những bạn đã comment ngay luôn cả cái phần dịch rồi. Sau khi tới nơi thì điện thoại cho tôi nhé. Góc số sằng đúng không? Nếu mà đến hãy gọi điện cho tôi. Ok. Rồi, rất là nhanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nha. Câu số 8 này chúng ta có từ này chữ Hán chính là từ trước đúng không nhỉ? Trong từ là gì đây? Đến nơi đúng không? Đó. Thế mà đến nơi chúng ta có từ gì nhỉ? Skimasu. Skimasu nhé. Thế thì khi mà chuyển thành tada đấy thì mình sẽ có là tsuitara dewa shite kudasai. Sau khi mà đến thì hãy gọi điện thoại cho tôi nhé. Đấy nhé. Cho nên là chúng ta sẽ có đáp án đúng là samang desu ne. Ok. Chúc mừng các bạn làm đúng câu này nhé. Bây giờ chúng ta sang câu số 9. Rồi. Ashita nanyari ga arimasu. 1 shiai, 2 shiken, 3 shiki, 4 taiken. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến câu này. Câu này của mình các bạn sẽ nhìn thấy mình có bao gồm hai chữ Hán đúng không? Chữ Hán đầu tiên là thí và chữ Hán thứ hai chính là nghiệm. Thế thì anh này đọc theo âm Hán là gì đây? Sau đây này chính là scan đấy. Đó, ngày mai có bài kiểm tra, được chưa nhỉ? Cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là như bằng đấy. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn bạn Tuấn Sằng, Đăng Sằng, Trinh Sằng. Này. À, anh Thư Sáng này sẽ khi nào live N3. N3 sẽ là cho tối ngày mai nhé anh Thư Sáng. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi cảm ơn Hà Sáng, Vũ Sáng, Quỳnh Trang Sáng này sẽ. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần tiếp theo nhé. Bài số 2, môn này nhỉ đấy. Môn này nhỉ. Nani nani no kotoba wa dou kakimasu ka? 1, 2, 3, 4 から一番いいものを一つ選びなさい。Với dạng bài số 2 này chúng ta biết rồi đúng không? À, những cái từ hiragana được gạch chân, các bạn sẽ chọn thật đúng phần chữ Hán tương đương nhé. Và mình hy vọng là trong cái bài này thì các bạn cũng sẽ làm đúng như là bài trước. Sơn Thị Quỳnh, mai trên xe live là bà. Kinh Sang ơi, ngày mai thì mình lại có lịch dạy mất rồi, thì cho nên là ngày mai thì sẽ là một sensei khác live N3 Quỳnh Sang nhé. Có N5 không sensei ơi? À, thật ra là có N5. Thật ra là có N5 bạn nhé. Có N5. Rồi, rất là nhanh. À, các bạn comment rất là nhanh đúng không? Câu số 10 nhá. Quỳnh sằng, Sơn sằng, Hằng sằng, Chí sằng. Đáp án số 3 phải không? Ok. Thúy sằng, anh Đào sẵn đáp án số 3. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem câu này nhé. À, chưa bằng này này. Sports をしたら、お風呂に入るのは気持ちがいいです。気持ちがいいですね。Câu này chúng ta có thể dịch là gì nhỉ? À, sau khi mà chơi thể thao đó thì sau khi mà chơi thể thao mà mình được vào ngâm mình ở trong bồn tắm ấy thì tâm trạng rất chi là thoải mái đúng không? Đó, thì mình có từ kimochi này. Kimochi thì sẽ bao gồm 12 chữ Hán là chữ khí và chữ chì. Được chưa nhỉ? Khí và chì. Cho nên trong câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là sambang desu. Né, sambang desu. Rồi, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu số 11. 11 ạ. 健康のために毎日一生懸命運動しています。ですね。今度は chúng ta sẽ dịch là gì đây?
Wow, có những bạn rất là nhanh, làm đến tận câu số 13 luôn rồi. Rồi, câu số 11 chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Vì sức khỏe đúng không? Thì hàng ngày tôi gọi là gì nhỉ? Vận động hoặc là luyện tập thể thao một cách chăm chỉ đấy. Nè, thế thì chúng ta có từ này chữ Hán là gì đây nhỉ? Ưng đô của mình đúng không? Là vận động đúng không? Được ghép với hai chữ là chữ vận và chữ động. Đó, thế thì bây giờ trong câu số 1 là chữ liên và chữ động chúng ta lại nhé. Câu số 2 là chữ vận và chữ động. À, đáp án đúng đây rồi phải không? Đến câu số 3 nhé. Vẫn là liên và động chúng ta lại luôn. Câu số 4 là vận động. Nhưng mà giữa cái câu số 2 và câu số 4 này, chúng ta phải lưu ý trong từ vận động của mình thì chữ động không hề có bộ nhân đứng nhé. Cho nên là câu số 11 đáp án đúng sẽ là như bằng this. Rồi, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nha. Ồ, chúng mình có nghe thấy rõ không nhỉ? Bạn nào không nghe thấy rõ thì comment phía dưới thật nhanh cho mình nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 12. 12번 ですね. 火事でビルが倒れてしまった。Chữ bé quá à? Chữ bé quá à cả nhà? Thế để mình zoom lên cho tí nữa nhé. Rồi, bây giờ trong câu số 12 này đúng không? Chúng mình có từ kaji. Kaji ở đây là gì nhỉ? Chúng ta lưu ý nhé, đằng sau của mình các bạn nhìn thấy nhé, biru ga tore te shimatta, tức là cái tòa nhà nó bị đổ xuống đúng không? Đó thì hiển nhiên nó phải là do làm sao nhỉ? À, do là có hỏa hoạn nên là tòa nhà bị đổ xuống mất rồi. Đó thì trong trường hợp này đáp án đúng của chúng ta sẽ là như bằng ですね. Rồi, tiếp theo câu số 13. Câu số 13 như sau: 彼は handsome で親切な人です。ね。Rồi, câu số 13 rất là nhanh. Mình nhận được đáp án của Hoàng Linh Sằng. ですね. Phúc Sơn Sằng Sao Mang ですね. Ok. Bắc sáng sang mang đấy, đăng sáng phương thúy sáng sang mang đấy nè. Rồi, tình sáng sang mang đấy. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhé. À, anh ấy đúng không? Là một người mà vừa đẹp trai này, lại còn vừa tốt bụng nữa, đúng không nhỉ? Thì từ tốt bụng của chúng ta được viết bởi hai chữ nào đây? Là chữ thân và chữ thiết, đúng không? Đó, thì ở trong này chúng ta cùng nhau nhìn nhé. Chữ thân của chúng ta chính là số đấy này, trong câu số 3 đấy này, thân thiết. Rồi, đáp án đúng chính là samang đấy. Chúc mừng các bạn đã đúng câu này nhé. Tiếp theo này, chúng ta sang câu số 14. Yêu vàng số, câu số 14 của chúng ta như sau. Gai kok ryoko no toki, shashin wo takasan totte kudasai ne. Snack. Rồi, câu này chúng ta sẽ làm thế nào đây nhỉ? Với câu này nhá, chúng ta nhìn thấy này, shashin. Shashin mang nghĩa là tấm ảnh đúng không? Chúng ta sẽ dịch là gì đấy? Khi mà đi du lịch nước ngoài thì cậu hãy chụp thật nhiều ảnh vào nhé. Và mình sẽ có nhá, từ ảnh của mình bao gồm hai chữ Hán là chữ tả và chữ chân, đúng không nhỉ? Thì trong câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là yêu bằng です. Né? Yêu bằng です. Rồi, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nha. Tiếp đến, chúng ta có câu số mấy đây? Chúng ta có câu số 15 này. Soryo wa muryo desu. Soryo wa muryo desu. Rồi, bạn nào làm đúng được câu này nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau check nhả rất là nhanh. Bạn Phương Thúy rằng Isn't it? Phương Thúy rằng Thanh Thúy rằng sang bằng, Minh Tú rằng sang bằng, Tiệp rằng sang bằng đấy. Hà rằng Châu Anh rằng sang bằng đấy. Ok, rồi rất là nhanh đúng không?
Sau tuần này chúng ta sẽ lưu ý nhá, mưa điều tức là miễn phí đúng không nhỉ? Được ghép bởi hai chữ Hán là chữ vô và chữ liệu. Trong này chúng ta sẽ nhìn thấy nhé, chữ vô thì trong câu số 1, số 2 không có chữ vô nữa, vô rồi cho nên chúng ta loại luôn đúng không? Trong câu số 3, số 4 có chữ vô này. Nhưng mà đằng sau của mình, trong chữ số 3 của mình là chữ liệu, còn số 4 của mình là chữ khoa đúng không? Đó, chúng mình phải nhìn cẩn thận không là bị nhầm nhá. Nên câu số 15 này đáp án đúng sẽ là Summer Miss. Ok, chúc mừng các bạn nha, làm rất là đúng đúng không? Các bạn rất là giỏi đó. Rồi, bây giờ tiếp theo nhá, chúng ta sẽ sang phần bài số 3. Hy vọng là với bài này thì các bạn cũng sẽ làm đúng và thật nhanh như thế nhé. Ồ, rất là tốt đúng không? Snap. Rồi, câu số 16. Bạn nào có đáp án thì comment thật nhanh phía dưới cho mình nhé. Với dạng bài số 3 này thì các bạn biết là gì nhở? Mình sẽ đọc lên cho các bạn cùng theo dõi nhé. Nani ni nani o iremasu ka? Ichi ni san shi kara ichiban ii mono o hitotsu eyabinasai. Trong bài số 3 này, nhiệm vụ của chúng ta là mình sẽ có những chỗ trống trong câu gốc và các bạn sẽ chọn một trong bốn từ đã cho để mình điền vào chỗ trống đó, được chưa nhỉ? Rồi, với câu số 16 nhé, mình nhận được đáp án của cường sằng giang sằng tình sằng snack xong bằng này snack Thế còn các bạn khác thì sao nhỉ? Vũ sằng tình sằng dọc ít chi bằng à, có những bạn khác làm là xong bằng snack. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Gì đây nhỉ? Test ga owaru toki ni wa, đúng không? Vào cái lúc mà bài kiểm tra gọi là gì nhỉ, được toki đấy là kết thúc đúng không, thì làm sao nhỉ? Narimasu này, chúng ta có từ narimasu tức là kêu đúng không? Đó, trong này chúng ta có nhá, beru là chuông này, biru là tòa nhà này, snack tekisto là gọi là gì nhỉ, sách giáo khoa đúng không, tài liệu đấy, và jamu của mình là mứt này. Thì trong trường hợp này đáp án đúng của chúng ta sẽ là Ichiban desu ne, Ichiban desu. Rồi mình để ý là có những bạn mình nhìn vội quá đúng không? Thế là mình lỡ làm nhầm mất một chút thì không có vấn đề gì cả nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể gọi là gì nhỉ? Phục thù ở những câu sau đúng không? Ok, tiếp theo nhé, mình đến câu số 17. Nani nani nioi ga shimasu ne. Kono gyudon wa uso umasou desu ne. Umasou desu ne. 1. いい、に、変、さん、おかしい、よ、甘いですね。Rồi, thế thì với câu này chúng ta sẽ làm là gì đây nhỉ? Wow, rất là nhanh đúng không? Câu số 18 nhé. À, mấy câu số 17 thôi mà. Các bạn đã làm đến tận câu số 18 rồi. Giỏi quá. Rồi, câu số 17. Phúc sơn ít chăng ですね. Cường sằng hằng sằng ít chăng đạt sằng. Thúy sằng ít chăng. Hay Nguyễn Huy sằng công bao ạ. Rồi Thúy sằng ít chăng. Phi sằng. Vân sằng Lan Di sằng ít chăng ですね. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn này. Với đằng sau của chúng ta nó là gì nhỉ? Gyudon đúng không? Là món cơm thịt bò. Wow, món cơm thịt bò này có vẻ ngon nhỉ? Thế thì khi mà ngon đúng không thì chắc chắn là nó phải có mùi thơm mà chúng ta mới dự đoán được như thế đúng không? Đó, mùi thơm là gì nhỉ? Iyo desu ne. Cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là như bằng desu. Ok. Ngoài ra thì mình có từ hen nhá. Hen và okashi thì nó mang ý nghĩa gần nhau đúng không? Là gì nhỉ? Kỳ lạ, mùi nó không bình thường đó. Còn amai là ngọt desu ne. Rồi, tiếp theo chúng ta sang câu số 18 nhé. Rồi, câu số 18 của chúng ta như sau nè. Yoru hitori de michi o aruku no wa nani da to omou? 1. Kiken. 2. Kitanai. 3. Jiyu. 4. Ii. Wow, rất là nhanh đúng không? Câu số 18. Mình nhận được đáp án của tình sằng, châu anh sằng, hoành đào sằng. Ichiban desu ne.
Lan Di sang Huy sang 1번, Ngọc Dũng sang 1번, Đăng sang 1번 ですね. Wow, có những bạn rất là nhanh còn comment được luôn cả cái câu này rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhé. Kiken là nguy hiểm, Kitanai là bẩn, Jiyu là tự do và Y là tốt đúng không? Bây giờ mình cùng nhau nhìn vào đây nhé. À, cái việc trong này mình có no này. No là mình danh từ hóa đúng không? Việc mà đi bộ ở trên đường một mình vào lúc trời tối thì tôi nghĩ rằng làm sao nhỉ? À, nguy hiểm đúng không? Đó, cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là Ichiban desu. Rồi, chúc mừng các bạn nhé, đã làm đúng câu này. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 19. 19番 desu ne. Kono nimotsu wa nanani so desu ne. Mochimashou ka? 1. Mazu. 2. Karu. 3. Hiro. 4. Omo. Rồi, câu số 19 này, mình nhận được đáp án của đấy, Dũng sằng, yêu mang desu ne, tình sằng, đạt sằng, cường sằng, yêu mang desu, luyến sằng, lan di sằng, né, yêu mang desu ne, anh đào sằng, huy sằng, wow, thí sằng, so desu ne. Rồi, rất là nhanh, các bạn làm rất là nhanh đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Wow, bạn Minh Tú còn dịch luôn này. Hành lý này trông có vẻ nặng nhỉ đúng không? Ok, để tớ cầm hộ cho. Wow. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhé. Tăng câu này của mình có Mochimashou ka là một cách nói là để tớ cầm hộ cho nhé đúng không? Đó, thì rõ ràng là chúng ta phải nhìn thấy hành lý của họ rất là kiểu nặng thì chúng ta mới đưa ra cái lời đề nghị là mang hộ. Đó, cho nên trong trường hợp này đáp án đúng sẽ là Yomang desu ne. Rồi, tiếp theo nhá, chúng ta sẽ sang câu số 20. Rồi, câu số 20 rất là nhanh đúng không các bạn khác? Các bạn comment rất là đúng rồi đấy. Mình hy vọng là sang câu số 20 và những câu tiếp theo các bạn cũng sẽ làm đúng như thế nhá. Câu số 20 như sau. Techo ni kaite nanani kanji wa nan to yomu n desu ka? 1. Iru. 2. Aru. 3. Oku. 4. Ite. Rồi, so desu ne, Huy rằng 20 em chọn câu số 1 không chắc chắn ạ. Không sao cả, chúng ta đang luyện thôi nên là chúng ta cứ tự do đúng không? Thoải mái comment tất cả những cái đáp án chúng ta cho rằng là đúng. Sne. Rồi, với câu số 20 nhá, Phương Thúy rằng đáp án số 2, anh Đào rằng số 2 đúng không? Anh Tuấn rằng số 3. So desu ne, Minh Tú rằng số 2, Ánh Hương rằng số 2, Huy rằng số 1, Châu Anh số 2. Hàng sàng, Vân sàng số 2 nè. Thí sàng số 2. Wow, có những bạn lại cho là số 1. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa nhá. Trong câu này này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhá. Chú trong câu này chính là kanji ですね. Kanji. Mà chúng ta để ý thấy là ở phía dưới này của mình đúng không? Chia về dạng futsuke thì chắc chắn là cái yếu tố đằng trước, tại chạy chạy từ đầu đầu tiên thế chỗ cho đến trước cái chỗ kanji đó, nó sẽ là cái thành phần để bổ nghĩa cho cái chính từ kanji đấy, đúng không? Nan to yomun desu ka đóng vai trò là vị ngữ, là đọc là gì đúng không nhỉ? Chữ kanji đọc là gì? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhé. Đó, bản chất của cái chữ kanji đó ấy, thì nó không thể nào mà nó tự gọi là gì nhỉ? Tự chui vào trong quyển sổ được đúng không? Đó, thế cho nên là khi mà chúng ta nói về trạng thái của một cái vật nào đấy đúng không? Mà nó được tạo ra bởi một cái sự cố tình cho rằng là cố tình tạo ra cái trạng thái như thế thì chúng ta đã học ở trong N4 rồi, chính là cái động từ của mình nhé. Động từ là nhớ là tha động từ này, chia về T và cộng với A được chưa nhỉ? Cho nên trong trường hợp này đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 2 nhé. Chúng ta lưu ý là trạng thái của một sự vật có được do một sự cố tình nhé, thì chúng ta sẽ dùng là VT ARU. Nhớ là động từ của chúng ta là tha động từ, được chưa nhỉ? Rồi, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nhé. Thế còn bạn nào mà chưa đúng thì không có vấn đề gì cả, đúng không? Chúng ta có thể gọi là ở những câu sau mình làm đúng hơn, nhìn kỹ hơn. Nè. Rồi, so desu ne. Cảm ơn các bạn. Có những bạn còn nhớ luôn là hình như là ở trong bài 30 ý. Wow, rất là nhanh. Rồi, so desu ne. Phúc Sơn rằng còn đưa ra được luôn cái ngữ pháp đấy luôn cơ. Rồi, rất là giỏi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang tiếp tục từ câu số 21 đến câu số 24 nha. Cô ơi, chữ kanji yomun kia đọc là gì? Là sao nhỉ?
là sao nhỉ Khánh rằng kanji. Mình vẫn chưa hiểu ý của Khánh rằng lắm, Khánh rằng comment lại nhé. Rồi, động từ trước danh từ chia về thể thông thường đúng không sensei? À bạn ơi nhá, khi mà chúng ta muốn gọi là gì nhỉ? Chúng ta muốn muốn bổ nghĩa cho danh từ đấy thì hiển nhiên là động từ của chúng ta sẽ chia về thể thông thường nhé. Bây giờ chúng ta sang câu số 21 nè. Ano shatsu no botan ga nani nani so desu. 1. Tore. 2. Hazushi. 3. Kire. 4. Yabure. Rồi, bây giờ câu này chúng ta sẽ chọn là gì đây? Rồi, sau đây này, câu số 21 nhé. Hằng Phạm, đáp án số 4. Vân rằng số 2. Số đây này, đạt rằng số 2. Hạnh rằng Châu Anh, Luyến rằng đạt rằng số 2. À, Thương rằng số 4. Thu rằng Ngọc Bích rằng. Wow, có những bạn số 1, số 2, có những bạn số 3 lại số 4. Có vẻ như trong câu số 21 này bắt đầu chúng ta sẽ cảm thấy hơi băn khoăn một chút đúng không? Giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhé. Shatsu là áo sơ mi, botan là cái cúc đúng không nhỉ? Thì mình sẽ nói là gì đây nhỉ? À, có vẻ như là cái cúc kia làm sao đấy? Sắp làm sao nhỉ? Sắp bung ra, sắp tuột ra rồi đúng không? Ok. Thế thì câu này chúng ta sẽ chọn là gì đây? Chúng ta có bị tung, bị tuột ra đúng không? Chính là đáp án số 1 desu ne. Ichiban desu. Rồi, thế còn Hazushi thì sao nhỉ? Hazushi của mình thì nó lại là tha động từ mất rồi đúng không? Thì nó không thể dùng trong câu số 2 được, trong câu này được. Thế còn kire là gì? Đứt này. Yabure thì là rách đúng không? Thì chắc chắn không phải. Cho nên trong câu đáp án đúng sẽ là số 1 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu tiếp theo này. Câu số 22. している人に会ったら何々をした方がいいです。1. 遠慮。2. 説明。3. 挨拶。4. 安心。Wow, rất là nhanh. So this nè, mình nhận được đáp án của câu số 22 nha. Luyến rằng sang mang this nè, Nhật Nam rằng nhi băng. Wow, Tiết rằng sang mang Mai Hạnh, sang mang, ok. Đạt rằng nhi băng. Wow, có những bạn làm rất là nhanh đúng không? Làm đến tận câu số 23 rồi, 24 liền rồi. Ok, rồi bây giờ chúng ta sang câu 23 nhé. Câu 23 của chúng ta là như thế này. Nếu mà gặp cái người mà chúng ta không biết đúng không thì tốt hơn hết chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta có từ en rượu là khách sáo nhé, setsume là giải thích này, aisatsu là chào hỏi và anshin là yên tâm đúng không? Thế thì trong câu số 22 này đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 3, sang bằng desu ne. Rồi, chúc mừng các bạn nhé, rất là tốt đúng không, rất là nhanh. Hôm nay mình thấy là các bạn làm cực kỳ tốt và đúng gần như là 100% luôn này. Hy vọng là lúc thi các bạn cũng sẽ làm đúng nhiều như thế nhé. Câu số 23 nhé. Ai ta hito ga aete nani nani desu. 1. Tanoshii. 3. Ani ureshii. 3. Sabishii. 4. Kanashii. Wow, với câu số 23 nhé, mình nhận được đáp án của Đức Hùng Nhi Băng desu nè, tình rằng2番ですね。Mai Hạnh rằng 2番。Các bạn khác thì có bạn chọn đáp án số 3. La La rằng số 3, ok. Rồi, chúng mình cùng nhau nhìn nhé. Có những bạn chọn đáp án số 2 nè. Số 2. Ok, số 2. Rồi chúng mình cùng nhau check nhé. Câu số 23 này mình nói là gì nhỉ? Vì gặp được cái người, vì gặp được người mà mình muốn gặp đúng không? Thế cho nên tất nhiên là trong người mình phải cảm thấy nào? Cảm thấy vui sướng đúng không nhỉ?
Đầu tiên nhé, chúng ta có tanoshi là vui vẻ, ureshi là vui vẻ, hạnh phúc này. Số 3 là sanishi là buồn, kiểu buồn rầu cô đơn ấy, mà kanashi là buồn khổ. Thì chúng ta lưu ý nhá, khi mà chúng ta nói về tâm trạng đúng không, vui vẻ thì chúng ta sẽ dùng là ureshi. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta nói về bản chất ấy, thì chúng ta sẽ dùng là tanoshi ですね. Đó, rồi. Bây giờ chúng ta sang câu số 24 nhé. Rồi, 24 này. Kino no ban, kacho no okusan ni sushi wo tsukutte nannani ichi kudasatta ni itadaita san ageta yon yatta. Snack. Hy vọng là với câu này thì chúng ta cũng sẽ làm đúng nhé. Có những bạn còn dịch luôn cho mình này. Khi gặp được người muốn gặp thì hạnh phúc. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta cùng làm câu số 24 nữa. 24 thôi nào. Đăng sẵn nhi băng, lập sẵn sang băng. Wow, phong thủy sẵn nhi băng, nam sẵn nhông băng, anh Tuấn sẵn ichi băng. Có vẻ có nhiều bạn bắt đầu mình sẽ hơi băn khoăn một chút đúng không? Có những bạn chọn một, có những bạn chọn hai. Có những bạn chọn đáp án số 3. Wow, bây giờ chúng ta để ý nhé. Ở đây thì chúng ta có chủ ngữ là gì nhỉ? Đầu tiên chúng ta phải xác định chủ ngữ nhá. Trong câu này mình nhìn thấy là kacho no okusan ni, đúng chưa? Thì rõ ràng trong câu này chúng ta thấy là bị ẩn mất chủ ngữ rồi. Thì câu này chủ ngữ của chúng ta chính là watashi, desu ne? Watashi desu. Đó, ẩn mất chủ ngữ chính là tôi. Ngày hôm qua thì tôi đã được vợ của anh tổ trưởng làm cho món sushi, đúng không? Khi mà chúng ta nói là được ai đó làm gì cho, đúng chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng là vete moraimasu, đúng không? Nhưng trong trường hợp này, vì mình muốn tỏ ra là kính trọng, cho nên mình sẽ chuyển thành dạng là itadaita. Được chưa nhỉ? Chính là dạng tôn kính của moraimasu nhé. Đó. Dạng gọi là kiểu kính ngữ của moraimasu đấy. Nè. Trong trường hợp này đáp án đúng sẽ là như bằng này. Ok, chúng ta lưu ý nhá, bình thường được ai đó làm gì cho sẽ là vete moraimasu, và khi mà chúng ta nói một thể hiện cái sự tôn kính thì tất nhiên chúng ta sẽ dùng là vete itadakimasu rồi, đây chưa nhỉ. Snack. Với cái mẫu ngữ pháp mà vete itadakimasu như thế này thì chúng ta học trong bài số 41 nhé cả nhà. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 4. Monai yon desu ne. Sao mất kính ngữ à? Kính ngữ là một trong những phần mà các bạn sẽ cảm thấy hơi khó khăn một chút, nhưng mà không có vấn đề gì cả đúng không? Chúng ta cố gắng lên là chúng ta lại nhớ thôi mà. Desu ne, anh Tuấn sang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài số 4 nhé. Bài số 4 của chúng ta như sau. Nanani no bun to tadashi onaji imi no bun ga arimasu. 1, 2, 3, 4 から一番いいものを一つ選びなさい. Với cái dạng bài số 4 này thì chúng ta lưu ý nhé. Đề bài sẽ cho mình một câu và chúng ta sẽ có 4 câu ở trong phần đáp án. Nhiệm vụ của chúng ta là các bạn sẽ phải chọn câu mà có ý nghĩa giống với cả câu đã cho. Đấy chưa nhỉ? Dạng này chắc chắn là các bạn không thể nào mà không biết rồi. Rồi, bây giờ sang câu số 25 nhé. Wow, nhanh quá đúng không? Hưng sằng tình sằng, đăng sằng đạt sằng phong sằng, hằng sằng Phúc Sơn Nguyễn Huy, văn sằng hạnh sằng. Wow, các bạn đều chọn đáp án số 4. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhé. Câu số 25 như sau này. Katekita koto wa yorete shimaimashita. Được chưa nhỉ? Cái áo khoác mà tôi mua về, đúng không? Cái áo khoác mà tôi mua về thì nó đã lại bị bẩn mất rồi. Yorete imashita, đúng không? Trong này thì mình có câu số 1 nhé. Kire là sạch đẹp này. Nurete imasu là ướt, đúng không? Kawaite imasu là khô và kitanai là bẩn. Cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là yomon desu ne. Rồi, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nha. Tiếp đến chúng ta có câu số 26 nhé. 26 của chúng ta như sau.
山田さんは大学を休むのは珍しいです。珍しいですね。1、山田さんはいつも大学を休みます。2、山田さんは大学を休むのは嫌いです。3、山田さんはあんまり大学を休みません。4、山田さんは大抵大学を休みます。そうですね。告诉哈米少尼。Rồi, mình nhận được đáp án của Đạt rằng, Phong rằng, Tình rằng, Tiết rằng. Đáp án số 3 này nhé. Văn rằng số 2, Luyến rằng số 3, ok. Xuân rằng số 3, Minh Tú rằng số 3, Ánh rằng, Sang Băng, Chính rằng, Sang Băng này nhé. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Trong câu này thì người ta nói rằng là gì đấy nhỉ? À, cái việc mà bạn Yamada rằng bạn ấy nghỉ học thì rất là hiếm đúng không? Hiếm khi mà thấy các bạn ấy nghỉ học. Thế thì chúng ta sẽ có câu này là gì nhỉ? Số 1 nhá. Itsumo là luôn luôn nghỉ đúng không? Không phải, chúng ta loại. Câu số 2 là bạn ấy rất là ghét cái việc nghỉ học, cũng không phải luôn. Câu số 3 đúng không? Là bạn ý không mấy khi nghỉ. À, câu này có vẻ đúng đây. Và câu số 4 là tai tê của mình đúng không? Là gì nhỉ? Bạn ý gần như là luôn luôn là nghỉ học thì không phải rồi. Cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là Summer ですね. Summer です. Ok, chúc mừng các bạn nhé. Làm đúng câu này rồi nè. Tiếp đến câu số 27. Câu số 27 của chúng ta như sau nhá. Chắc chắn nó khá đi nhỉ. Kimura san ga kaigi ni san ga shimasu. 1. Kimura san to sa-chou wa isshou ni kaigi wo san ga shimasu. Kaigi wo san ga shimasu. ですね。2番、社長は会議の参加できないので、木村さんは参加します。3番、木村さんは会議に参加できて、社長は参加できません。4番、社長は会議に参加できますが、木村さんは参加できます。Nè, thì câu này chúng ta sẽ làm là gì đây? Nama desu ka, minasan? Rồi, ở trong câu số 2 này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Phía trên đúng không? No kakari ni là thay cho, đúng không nhỉ? Tức là trong câu này nhé, anh Kimura-san thì sẽ tham dự buổi họp thay cho giám đốc. Được chưa nhỉ? Thay cho giám đốc. Thế thì bây giờ câu số 1 nhé. Câu số 1 của chúng ta là cả hai người này cùng tham gia. Sai rồi, đúng không? Câu số 2 nhé. Vì anh giám đốc không thể tham gia buổi họp được, thế cho nên là anh Kimura thì anh ấy sẽ tham gia. Được chưa nhỉ? Câu số 3 này. Anh Kimura thì anh ấy có thể tham gia được cái buổi này, nên là anh giám đốc thì không thể tham gia được đấy. Và câu số 4 nhé, anh giám đốc thì có thể tham gia và anh Kimura thì cũng có thể tham gia, thì câu này của chúng ta là sai rồi đúng không? Trong câu số 27 này nhé, mình thấy này, thưa rằng, tình rằng, nhi bằng, thúy rằng, nhi bằng, minh tú rằng, nhiệm rằng, nhi bằng, châu anh rằng, nhi bằng. Có vẻ như là các bạn sẽ thiên về câu số 2 đúng không? So đấy nè. Rõ ràng rồi, trong câu này đáp án đúng sẽ là như vâng this. Rồi, chúc mừng các bạn nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sang câu số 28. Như sau, ですね. Kami o shoto shite kudasai. Kami o shoto shite kudasai. 1. Kami o hosoku kitte kudasai. 2. Kami o kirei ni kitte kudasai. 3. Kami o nagaku kitte kudasai. 4. Kami o mijikaku切ってください。そうですね。ヘディコーナー、チュンタセラムラジーダイ。カバン、コメントニャン、ピズレチョウミンダアンニャ。Rồi, xem nào. Trong câu này chúng ta cùng nhau nhìn nha. À, rất là nhanh này. Hạnh sằng, hồng sằng, quảng sằng, minh hoàng sằng, yêu mong đấy nè.
Soresne. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhá. Câu này của mình đúng không? Shoto tức là ngắn đúng không nhỉ? Vậy yêu cầu của câu này chính là gì đấy? Hãy cắt cái mái tóc ngắn đi cho tôi đúng không? Đó. Thế thì trong câu này nhá, mình có từ hosoi là gầy mảnh khảnh, này kia là đẹp đúng không? Nagai là dài và mijika cự. Mijika là ngắn. Cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là yobang desu. Rồi, chúc mừng các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang câu số 29 nha. 29 của chúng ta như sau. Mizuguchi sao o sekai no rekishi ga daisuki desu. 1. Mizuguchi sao o sekai no rekishi ni sensu ga arimasu. 2. Mizuguchi sao o sekai no rekishi shika スキーじゃありません。2. 水口さんは世界の歴史に興味があります。4. 水口さんは、世界の歴史を習うのが好きです。そうですね。じゃあ、にゃんにゃん。あ、ラッサンサマン、ドゥサン、ミンファンサン、ファンサン、チョンサンサマン、ファンサン、3番、チョウエンさん、4番ですね。先生を見るたびに心が痛いです。本当ですか？他空了桃桑、có phải đau tim thật không đây? そうですね。rồi, câu số 29 nhé. Rồi, có những bạn chọn 3 và có những bạn chọn 4 đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhau. Câu này của mình là Mizuguchi rằng thì rất là thích lịch sử thế giới. Thế thì bây giờ câu số 1 nhé. Chúng ta có sense arimasu, tức là rất là có gu đúng không? Không phải rồi. Câu số 2 này, Chika suki ja arimasen, tức là chỉ thích mỗi lịch sử thôi, cũng không phải. Câu số 3 nhé. Lekishi ni kyoumi ga arimasu, rất là kiểu có hứng thú đúng không? Đó, rất là có hứng thú với cả lịch sử thế giới. Và câu số 4 này là Mizuchi thì rất là thích học lịch sử. Có phải không nhỉ? Trong câu số 2 à, trong câu số 3 và câu số 4 có vẻ các bạn sẽ hơi bị băn khoăn một chút đúng không? Nhưng chúng ta lưu ý nhé. Tìm câu bám sát với cả ý nghĩa của câu đã cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là sang bằng đấy nhé. Chúng ta lưu ý nhé. Có hứng thú được chưa nhỉ? Người ta chỉ nói là ông ấy rất là thích thôi nhưng không có nghĩa rằng là ông ấy thích học. Được chưa? Cho nên xong câu này đã làm đúng sẽ là xong bằng this. Rồi, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nhé. Tiếp theo nhé, chúng ta sẽ có bài số 5. Hy vọng là với bài này các bạn cũng sẽ làm đúng như thế nhé. Rồi, môn này go ですね. 次の言葉の使い方で1、2、3、4から一番いいものを一つ選びなさい。Với câu số 5 này chúng ta lưu ý nhé, chúng ta sẽ có từ cho sẵn này. Tiếp đến là mình sẽ nhìn xem là trong câu này thì từ này để có phù hợp không đúng không nhỉ? Với câu mà các bạn đặt vào trong đó phù hợp thì chúng ta sẽ chọn nhé. Hay con băng con Vinh rằng hôm nay con Vinh rằng lên muộn quá. Hay con băng hoa quang Vinh rằng hãy ありがとうございます nè. Giờ chúng ta cùng bước sang câu số 30 thôi nào. Wow, rất là nhanh. Tuyết rằng nè, yêu mừng nè. Các bạn khác thì sao nhỉ? Hô con nói tổ á. Nè. Rồi, Phi rằng 4 băng, Tình rằng Tuấn rằng 4 băng ですね. Rồi, chúng ta lưu ý nhớ từ hôn gia cự chúng ta học là phiên dịch đúng không? Dịch này của mình là khi chúng ta dịch từ một ngôn ngữ nào sang một ngôn ngữ nào. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi, rất là nhanh đúng không? Thì trong câu này chúng ta sẽ nhìn nhau, ví dụ như trong câu số 1 này. Gaikoku no kikai o Nihon ni hôn gia cự suru. Chắc chắn không phải rồi. Chúng ta lưu ý nhé, dịch từ tiếng nào sang tiếng nào đúng không? Thì mình chỉ có mỗi đáp án số 4 thôi, đúng không nhỉ? Thai ngữ nhé. Thai ngữ Nhật. Nhật. Nhi.
翻訳する仕事をしていますの？ですね。はい、ありがとう。감사합니다。민선생님、日本語입니다。はい、감사합니다。팬민예감사합니다。아니요。はい、ありがとう、アインさん。감사합니다。アイミの팬예Tiếp đến chúng ta sang câu số 31 nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều về lời khen các bạn. Rồi, câu số 31 này. Sumi ですね. 1番. 自分の部屋の隅に、白いロッカーが置いてあります。2番。空の隅に太陽が見えます。3。指の隅に泥がついています。4。傘の隅が折れてしまいました。はい。はい、そうですね。Rồi, các bạn làm câu này là gì nhỉ? Câu số 31 đúng không? Hằng rằng nét. Hằng rằng phúc rằng cho anh rằng. Quỳnh Trang rằng minh hoàng rằng phúc điệp rằng. Wow! Phi rằng tình rằng. Quang Vinh rằng phong rằng. Ý chí vâng này nè. Các bạn đều chọn đáp án số 1 trong câu này. Rồi, chúng ta có từ sumi là góc nhé. Góc thì sẽ là góc tường. À, bố mẹ, góc phòng này. Đúng không nhỉ? Góc phòng này, góc ở lớp học này, góc ở văn phòng này, các kiểu. Đó, cho nên trong câu này đáp án đúng của mình chắc chắn là đáp án số 1 rồi. Ok, các bạn giỏi quá đúng không? Nè. Rồi, tiếp theo nhá, chúng ta có câu số 32. Fukuya ですね. Fukuya です。はい、ありがとう、トニーさん。感謝トニーさん、nhiều。À, Quỳnh Trang rằng to lên đi sensei, em không nghe thấy rõ. Wow, Trang rằng nghe không rõ hả? Mình đang để ở cái loa rất là to mà. Rồi, rất là nhanh nhá, mình nhận được đáp án của Phi rằng hãy rằng sao mang đấy nè. Khôi rằng sao mang đấy. Bích Hồng rằng à, câu số 1 đúng không? Minh Hoàng rằng sao mang đấy nè. Rồi, tuyết rằng sao băng, hoa anh đào rằng sao băng đấy nè. Rồi, mình có từ Tokoya là tiệm cắt tóc này. Đúng chưa nhỉ? Thế thì bây giờ tất nhiên chúng ta đến tiệm cắt tóc để cắt tóc rồi đúng không? Câu số 1 là gì đấy? Đi đến tiệm cắt tóc để mua hoa quả. Sai rồi. Câu số 2 nhé. Đi đến tiệm cắt tóc để tìm, gọi là điều tra thông tin. Cũng sai luôn đúng không? Đi đến tiệm cắt tóc để cắt mái tóc. Ồ, ok này. Và câu số 4 này, đúng không? Gì đây nhỉ? Tại vì mình bị thương một chút nên là đến tiệm cắt tóc. Ồ, sai rồi. Cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là sao mang đấy. Ok. Tiếp theo nhé, chúng ta có câu số 33 như sau. Shuseki. Shuseki ですね。1、英語を、勉強した後で、美術館に出席する。2番、毎朝、うちから出席するのは8時頃です。3、明日の朝、田中先生の授業に出席する。4、8時半に会社に出席するつもりです。Rồi, rất là nhanh đúng không? Mình nhận được đáp án của bạn Minh Hoàng. Phi sằng, khang sằng, tuyết sằng, minh tú sằng, cho anh sằng. Xong mang đấy nè. Nhưng vẫn anh sằng lại là đáp án số 4. Ừ, rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem câu này nhá. Shiseki của mình là tham dự đúng không? Góp mặt ý. Thì với câu số 1 nhá, sau khi mà học tiếng Anh xong thì tôi không thể nào mà lại là tham dự hay là có mặt ở cái viện bảo tàng, nó là kiểu
mình góp mặt tham gia được đúng không? Cho nên trong trường hợp này câu số 1 là sai rồi. Câu số 2 nhé, mỗi sáng này thì làm sao đây nhỉ? Không thể nào mà tôi lại cái gì tham gia từ nhà đúng không? Đó chắc chắn là sai rồi. Câu số 2 là sai. Câu số 3 nhé. À, sáng ngày mai thì tôi sẽ tham dự buổi học của thầy Tanaka. Ok không nhỉ? Có đúng không? Và câu số 4 nhé. À, vào 8 rưỡi thì tôi sẽ dự định là không thể nào là tham gia cây trại là tham gia công ty được đúng không? Ừ. Cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là xong bằng đấy. Đấy. Rồi, tiếp đến nhé, chúng ta có câu số 34. 濡れる. Sne. 濡れる. 1寒い日なので濡れてしまった. 2大雨で濡れてしまった. 3とても悲しくて濡れてしまった. 4疲れて濡れてしまった. Wow, nhanh quá, mình nhận ra đáp án của rất nhiều bạn rồi đây này. So desu ne. Mạnh như vâng desu ne. Thúy sang, Hạnh sang, Tình sang, Anh Đào sang như vâng desu. Quang Vinh sang như vâng. Ok. Đang sang như vâng desu ne. Chúng ta có từ nuremasu là ướt đúng không? Đó thì mình sẽ có câu số 1 nhé. Vì là trời lạnh nên là bị ướt, cho nên không phải rồi. Câu số 2 nhé, vì là mưa to nên là tôi đã bị ướt. Ok. Câu số 3 này, vì rất là buồn khổ nên là bị ướt. Câu số 4 nhé. Scarete, tại vì rất là mệt nên là tôi bị ướt. Không phải rồi đúng không? Cho nên trong câu này đáp án đúng sẽ là như vâng desu. Nè, ok, chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nhé.